Thì chúng ta đều biết rằng hai cái loại khí độc mà phổ biến ở trong cái ao nuôi tôm chúng ta đó là khí H2S và khí N3. Hai khí này chúng ta có dịp tiếp xúc với nó chưa thưa bà con? Ít nhất đã từng là tiếp xúc qua nó. H2S thì cái mùi của nó, nếu theo mô tả ở trong sách vở thì người ta nói là nó có cái mùi trứng thối. Còn ở Việt Nam chúng ta thì để mô tả nó thì dễ dàng hơn nhiều. Nó cái mùi giống như cái mùi ống cống á các bạn. Cái mùi hầm cọc á. Đấy, nó thúi như vậy đó. Thì đó chính là hỗn hợp của các mùi, nhưng đa phần trong đó là khí H2S, tức là khí sulfuhiro H2S. Khí này thì nó sinh ra do cái sự phân hủy những chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh. Lưu huỳnh thì ký hiệu hóa học nó là chữ S, là sulfur, tức là lưu huỳnh, tức là nó phải có chứa lưu huỳnh thì nó mới sinh ra cái khí độc này. Còn nếu như nó là chất hữu cơ, nó là dinh dưỡng, nó là đạm nhưng mà nó không chứa lưu huỳnh thì nó cũng không sinh ra được chất này. Bởi theo cái nguyên tắc bảo toàn về mặt nguyên tố hóa học thì không có lưu huỳnh thì lấy đâu mà nó là nó có cái nguyên tố đó để tạo thành phân tử sulfuhiro, thưa bà con. À, cho nên bà con nhớ cho là để tạo ra được cái khí độc khí sulfuhiro này thì ở trong thức ăn con tôm ăn vào có những cái chất mà nó có chứa cái thành phần là lưu huỳnh trong đó. À, vậy thì những cái thứ mà chúng ta đưa vào trong thức ăn chúng ta cho con tôm ăn thì nó có chứa lưu huỳnh, cho nên nó sinh ra sulfuhiro là một loại khí độc. Thì nó cũng giống như chúng ta thôi. À, chúng ta ăn thực phẩm, chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn thịt, ăn cá, ăn trái cây, chúng ta thải ra chất thải và trong chất thải chúng ta cũng có cái khí độc này, cũng có sulfuhiro này. Cái mùi nó thì bà con biết rồi. À, chúng ta không bàn sâu về vấn đề đó. À, chúng ta chỉ cần nhớ cho sulfuhiro là một khí độc, và cái loại khí độc này thì chỉ cần với một cái liều lượng thật nhỏ thôi thì nó cũng đã gây tác hại đối với con tôm rồi. Thì cái khí độc này thì nó cũng sẽ hòa tan được một phần ở trong nước. Và chính vì điều đó cho nên bà con thấy là nếu chúng ta dở cái nắp cống lên, chúng ta múc cái nước cống lên, nếu nó có chứa sulfuro thì trong cái nước đó chúng ta ngửi thấy mùi. Chúng ta cảm nhận được cái mùi nó rất đơn giản mà cách chúng ta ngửi. Cái khí độc sulfuro này, H2S này, thì cái mức độ độc của nó phụ thuộc vào cái độ là pH rất là nhiều. Bởi vì H2S là một dạng axit, nó là một khí mà nó có tính axit. À, cho nên nếu như nó tồn tại dưới dạng H2S, cái độc tính nó sẽ cao. Còn nếu như nó hòa tan trong nước dưới dạng ion là lưu huỳnh 2- S2- thì lúc đó cái độ độc nó sẽ giảm đi. Và nếu như là cái độ pH nó cao hay thấp thì nó sẽ có ảnh hưởng tới cái chuyện là cái H2S này tồn tại trong nước dưới dạng H2S là phân tử hay là tồn tại dưới dạng ion S2-. À, cho nên luôn luôn chúng ta tham khảo tài liệu thì người ta nói rằng nếu như cái pH mà nó cao nó sẽ giảm bớt cái độc tính của khí H2S. Còn nếu như cái pH nó thấp thì lúc đó cái độc tính nó sẽ cao lên. Bạn con người tôm nhớ cho cái vấn đề này. Đối với khí độc H2S thì pH của nước mà càng lớn thì nó sẽ giảm đi cái độc tính. Còn nếu pH là càng thấp thì nó sẽ tăng cái độc tính lên, bởi vì nó tồn tại ở dạng H2S, cái dạng là có thể gây độc đối với người tôm.